chào cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong video số 60. Video hôm nay sẽ là một video ngắn thôi để giới thiệu cái đợt hàng mới về của buổi chiều hôm nay. Trong video số 55 của tháng trước thì mình có giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn hai cái giống cây. Một là giống ổi Ruby Đài Loan không hạt và hai là vải thiều hạt lép. Tất cả đều là size lớn. Thì cái đợt cây đó rất là đẹp và cô chú anh chị và các bạn cũng rất là thích, ủng hộ, cho nên là cái đợt đó bán rất là nhanh. Suốt một tháng nay thì cũng rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn mà muốn cái giống cây ổi Ruby Đài Loan không hạt và vải thiều hoặc lép, nhưng mà nó hết hàng. Cho nên hôm nay là đợt hàng mới của cái giống ổi Ruby Đài Loan không hạt và vải thiều hoặc lép vừa về, là mình lập tức quay video liền để cho cô chú anh chị và các bạn xem những cái cây mới đợt này ha. Nhìn thật sự là rất là thích luôn á. Có những cái cây mà mình thấy gốc nó không dùng từ lớn mà gốc rất là khủng luôn. Dạ đây nè, mọi người nhìn những cái gốc cây ổi Ruby Đài Loan nè, gốc quá to luôn ạ. Cái này là hơn ngón chân cái luôn mọi người ha. Gốc to lắm luôn. Size nào cũng to hết, cây nào cũng to. Đây mình sẽ quay một số cây từ dưới lên nè. Tán rất là xum xuê. Nó non đang ra. Cây nó cao tầm khoảng gần 5 feet. Góc nhỏ nhất của nó mà mình thấy là khoảng nhít hơn, nó lớn hơn ngón chân cái một xíu. Ổi Ruby Đài Loan thì nó quá quen thuộc rồi. Nếu mà ở Việt Nam thì trong các dòng ổi ruột đỏ thì giống này là đang được gọi là ngon nhất trong các dòng ruột đỏ. Còn dòng ruột trắng hôm qua mình đã giới thiệu cái giống mật thủy đào là cái giống ngon nhất trong những cái dòng ruột trắng hiện giờ ở Việt Nam. Còn đây, ở Việt Nam giống ruột đỏ ngon nhất thì là giống này. Đây nữa đây à. Không có một cây nào mà chê xấu được luôn á. Đợt hàng này thì có nhiều cây hơn đợt trước nên là cô chú anh chị và các bạn mình gọi là tha hồ lựa chọn ạ. Đây, bên đây có thêm một số cây nữa đây ạ. Ổi Ruby Đài Loan không hạt. Rất là ngọt. Giòn và ngọt. Trái tròn da trơn ạ. Cây này đang có bông. Có một số cây là đang có trái non luôn ạ. Cây này là cao hơn 5 feet. Cây này cũng gần 6 feet. Wow, góc đây à. Rễ là ra đầy chậu luôn. Cái này về là mình trồng xuống đất được liền và có trái ăn liền. Đây, cây này cũng đang có bông. Hầu như là cây nào cũng có bông hoặc là có trái. Trái non.
À, bông nữa đây ạ. Hồi nãy có thấy có mấy cây nó đang có trái. Này phải soi lại tại cái trái nó cũng màu xanh xanh đó. Nó trùng với lại cái màu lá cho nên là phải soi kỹ mới thấy. Nhìn mấy cái gốc rất là chắc. Đẹp quá luôn à. Wow, cô chú anh chị và các bạn nhìn góc của nó này. Yeah. Wow, không có muốn khen nhiều nhưng mà thực sự là nó quá đẹp, không khen không được à. Cái này là nó ra trái non rồi. Giống ổi này nó ngược lại với lại cái ổi Đài Loan, cùng là ổi Đài Loan không hạt, nhưng mà dòng ruột trắng thì nó khó ra trái hơn, còn dòng ruột đỏ thì lại ngược lại, rất là xay trái, dễ ra trái. Rất là xay trái, cực kỳ dễ ra trái luôn ạ. Những cái cây nhỏ xíu mà mình về là mình thấy nó đã có thể ra trái được rồi. Đây cô chú anh chị và các bạn nhìn nè, rễ mà nó nhiều, nó tràn hết ra ngoài luôn á. Mấy cái lỗ chậu là mình thấy rễ được hết. Bông nữa nè. Rồi, đây nữa. Rất là nhiều cây có bông, có trái sẵn. Rồi, đợt này cũng về thêm số cây, nó không có nhiều, chỉ có được có 5-6 cây gì thôi, vải thiều hoặc lép ra được 6 cây ạ. Đây là vải thiều hoặc lép. Cây này thì lá non đang rất là nhiều. Đây thêm một cây nữa đây ạ. À. Cây này thì cái tán nó rộng. Đây là gốc của nó. Cái vải thiều không hạt thì mình cũng đã giới thiệu trong cái video đợt trước á, như là video số 55. Đó, cô chú anh chị hoặc là các bạn mà muốn tìm hiểu về cái giống này thì có thể tìm lại video đó để xem ha. Số 55 mình nói rất là rõ về cái giống vải thiều hạt lép này. Và tùy cái khu vực nào nên trồng, không có nên trồng, mình cũng có nói rõ trong cái số 55 á. Cuối video vẫn muốn quay trở lại những cái cây ổi ruby Đài Loan không hạt ruột đỏ này, bởi vì nó quá đẹp luôn. Gọi hoặc là nhắn tin cho mình qua số phone 626-416-9206 nếu mà cô chú, anh chị và các bạn thích một trong những cái cây ổi ruby Đài Loan không hạt và size lớn hôm nay, hoặc là cũng có thể là vải thiều hoặc lép. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay ạ. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui và ngủ ngon. Bye bye, hẹn gặp lại.